Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Phạm Quốc Thịnh, bà Phạm Thị Uyên tại phố 7 phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình căn cứ quyết định thi hành án theo yêu cầu số 66 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Tri Cục Thi hành án Dân sự thành phố Ninh Bình với nội dung buộc ông Phạm Quốc Thịnh, bà Phạm Thị Uyên bàn giao quyền sử dụng 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất, gồm thửa số 43, 44 và 283, tờ bản đồ số 28 tại phố 7, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, cho bà Trần Thị Mỹ Bình, phố Lê Lợi, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Công tác cưỡng chế được Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, qua đó góp phần đảm bảo quyết định của tòa án được thực thi trong thực tế, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có liên quan.